Dạ, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với kênh Hoài Niên Chứng Khoán. Sau đây là nhận định tổng kết từ phiên giao dịch ngày 26 tháng 12 năm 2023, sau đó là nhận định chung về thị trường và điểm qua một số cổ phiếu đáng chú ý. Thứ nhất đó là phiên hôm nay là ghi nhận đóng cửa ở mức 1.000 VN, nên đã đóng cửa ở mức 1.126 điểm, tăng 10.46 điểm, tương đương với 0.94%, đã tăng lan tỏa ở các trọng ngành. Phiên hôm nay ghi nhận 350 mã tăng, 122 mã giảm và 92 mã không đổi. Đa tăng chủ yếu ở các mã cổ phiếu VNV, XDG, Nam Long, VIX, ITA, hầu như tập trung ở nhóm cổ phiếu VN Small Cap và VN Mid Cap là chính. Khối VN30 là chịu áp lực bán ròng của khối ngoại. Phiên hôm nay khối ngoại bán ròng là hơn 500 tỷ, phiên hôm qua là 1.557 tỷ. Dạ, từ doanh phiên hôm qua thì bán ròng, phiên hôm qua bán ròng 232, phiên hôm nay mua ròng gần 200 tỷ. Nhìn chung là giai đoạn này là khối ngoại người ta cơ cấu các quỹ, người ta cơ cấu như cơ cấu danh mục, nhưng những cái cổ phiếu trù nó sẽ chịu áp lực giảm điểm. Mình sẽ đánh vào những cái cổ đầu tư giai đoạn này là hạn chế nhìn vào khối ngoại, tại vì khối ngoại nó liên tục bán ròng, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư. Anh chị nên chú ý vào dòng tiền và câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Giai đoạn này mình nhìn vào thị trường sẽ rất là khó đầu tư, xu hướng nó sẽ đi ngang, sideways up, hướng lên với những cái mã xanh đỏ đang xen. Đây, nó sẽ đi quanh cái hộp này, kháng cự gần nhất của nó là 1.100, nó sẽ sideways quanh cái hộp ở mức 1.030 cho đến 1.030. Rồi phiên hôm nay nó sắp chạm cái kháng cự vùng 1.030 này, nhưng mà với lực cầu mạnh thì kỳ vọng nó sẽ vượt và chạm đến kháng cự 1.155 điểm nha anh chị. Giai đoạn này em đã nói rồi, anh chị nên đánh vào những câu chuyện, ví dụ như khu đó bất động sản, khu công nghiệp thì có câu chuyện riêng của nó, đó là dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam tăng, hay là câu chuyện về ngành giống ngành chứng khoán, đó là câu chuyện về KRX và hình KRX Gold Mine đó, hay là câu chuyện bất động sản là gỡ rối pháp lý, hay là câu chuyện ngân hàng là kỳ vọng là sẽ hồi phục vào năm 2024 đó, hay là câu chuyện cảng biển đó là sẽ có ví dụ giá cước vận tải biển tăng cao đó. Anh chọn những câu chuyện, những cái doanh nghiệp mà có câu chuyện năm đằng sau, nó sẽ là chất xúc tác để cổ phiếu đi lên. Đây, sau này em sẽ điểm qua một số cổ phiếu có điểm mua nha anh chị. Tiêu dùng này có MWG này, anh chị nó đang nắm giữ thì mình cứ tiếp tục nắm giữ. Giá mục tiêu của nó tới gần nhất là khoảng 44. Cánh rung lắc thì có thì anh chị có thể mua vùng giá 40, nhưng mà giai đoạn này thì không ưu tiên cổ phiếu VN30 nha anh chị, tại vì nó nằm trong cái cơ cấu của các quỹ, cho nên nó rất là biến động. Nên anh chị nếu mà an toàn thì đầu tư những món nhóm cổ phiếu vừa nhỏ, vừa và nhỏ cùng tà màu đó. Đi đi mua thì hôm trước em là cho rung khách hàng mua ở vùng giá 54 rồi, có thì cứ tiếp tục nắm giữ, mua mới thì canh rung lắc canh vùng giá 51, 52 này để mua. Tương đương với nhóm cổ phiếu đầu cơ này, đầu cơ là có TCH này, TCH hôm qua đã bảo, hôm trước đã bảo cho anh chị mua vùng giá 12x này, kỳ vọng của nó là 13 bốn này, vượt 13 bốn thì nó tiến tới đỉnh cũ của nó, và vượt đỉnh cũ của nó là 15 này. Vùng giá 12x này thì hôm trước anh chị đã canh mua thì có thì cứ tiếp tục nắm giữ đó. Mã cổ phiếu đầu cơ nữa đó là CO, còn mã cổ phiếu bất động sản. Đó, CO là anh chị nào có thì cứ tiếp tục nắm giữ đi, kỳ vọng nó sẽ vượt. Nó vượt vào vùng giá 24 năm nay thì có thể tiến tới vùng giá 26, sau một cái nhịp rũ bỏ, anh chị nào có thể canh trung lắc mua tại vùng giá 22, 23. Nhưng mà anh chị lưu ý nha, khi mình mua những cái mã cổ phiếu đầu cơ này thì mình phải quản lý rủi ro, lỡ may mà thị trường nó điều chỉnh thì mình sẽ phải cân nhắc cái điểm chốt lỗ, điểm cắt lỗ chốt lời, tại vì những cổ phiếu đầu cơ nó có ưu điểm là nó tăng rất là mạnh, nhưng mà nó giảm nó cũng giảm rất mạnh. Và làm sao để cho mình mua những cái giá cổ phiếu những cái giai đoạn tăng và hạn chế những cái cổ phiếu giai đoạn giảm, tức là mình sẽ không đầu tư vào xu hướng giảm mà đầu tư vào xu hướng tăng. Anh chị phải biết mình đang nắm những mã cổ phiếu nào, mã cổ phiếu có tính đầu tư hay mã cổ phiếu có tính đầu tư, để mà ra quyết định khi mà thị trường nó xảy ra những cái rung lắc. Đó,
cổ kiểu DGC này, hóa chất Đức Giang này. À, nên hôm trước cũng bảo anh chị mua ở vùng giá 95 rồi, có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ nha, kỳ vọng nó sẽ vượt vượt đỉnh của nó là vùng giá 100 lên tiếng tới 105. EIB này, EIB một cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng mà có tính đầu cơ rất là cao. Anh chị nào mua thì cứ canh vùng giá 18 năm này, 18 này chỉ canh giá tăng, kỳ vọng đỉnh của nó là 20, kỳ vọng nó hướng tới giá mục tiêu của nó là 20. Đấy nha anh chị, mà cổ phiếu này nó có tính đầu cơ rất là cao nên mua thì mình phải nhớ quản trị rủi ro sau khi mua. Phân bón thì có DCM và DPM. DCM và DPM thì câu chuyện đằng sau của nó chính là Nga hạn chế xuất khẩu phân bón là chất xúc tác cho nhóm ngành này. Anh chị mua thì có thể canh vùng giá 30 32x này, lấy tỷ trọng này, thăm dò trước này, kỳ vọng của nó thì nó sắp thì vượt tới vùng giá 35 thì anh chị. Tại vì ở vùng giá 35 này nó có một kháng cự rất là mạnh. Tương tự như DPM cũng được, DPM thì canh vùng giá 33 để gia tăng. Kỳ vọng của nó thì tầm 8. Đầu tư công nha, đầu tư công có VCG anh chị canh rung lắc, canh vùng giá 23, 23 này hôm trước bảo anh chị rồi. Canh rung lắc vùng giá này thì mua, kỳ vọng của nó tầm 26, đỉnh cũ của nó tầm 30. Ưu tiên những cái ngành nhà cổ phiếu mạnh đầu ngành. Rồi, vận tải thì có cảng biển thì có PVT. PVT vùng giá 26x 27 này có thể canh giá tăng. Hy vọng nó sẽ vượt đỉnh trước mắt và tới vùng giá 28x và vượt đỉnh của nó là vùng giá 30. Có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Tương tự như GMD. Chứng khoán thì anh chị nó có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi, kỳ vọng ví dụ như PCA thì cứ vào nó tưởng là vùng giá 48 canh rung lắc để gia tăng nhận rồi chứng khoán chứ chưa giá sẵn như hàng chỉ mua đuổi. Tương tự nhẹ đặt lại có canh chẳng lại chụp lại điều mua không có. FTS thì có thể mua tại vùng giá 44 này hả? Thôi nó chắc sắp chạm với vùng đỉnh cũ của nó là 47 rồi. Thôi quan sát thêm một vài tiếng nữa. Nhóm bất động sản thì có CO. Rồi em xin kết thúc phiên giao dịch tại đây. Anh chị nó còn quan tâm mã cổ phiếu nào thì để lại bình luận em sẽ giải đáp.